Xin chào quý vị và các bạn. Như đã đưa tin trước đó thì Exciter 150 sẽ có màu sơn mới và được bán ra từ mùng 1 tháng 7 năm 2016 để cạnh tranh trực tiếp với đối thủ là Honda Winner 150. Thì hôm qua trên trang web chính thức của Yamaha Motor Việt Nam đã đăng tải đầy đủ những thông tin về chiếc Exciter 150 Matte Black. Đây là phiên bản màu đen nhám với nước sơn sang trọng cao cấp mà chúng ta thường bắt gặp ở những dòng siêu xe thể thao. Exciter 150 Matte Black không chỉ làm tăng thêm vẻ nam tính hiện đại mà còn khiến bất cứ chủ nhân nào của xe cũng trở lên thời thượng và đẳng cấp. Xung quanh cái thông tin mà ra mắt Exciter 150 bản đen nhám mà bán ra với số lượng giới hạn thì rất nhiều các bạn trẻ mê xe đã đặt câu hỏi cho Yamaha Motor Việt Nam và mình muốn trình bày với các bạn là ba cái nội dung chính. Thứ nhất là hiện nay màu sơn này vẫn chưa có hàng. Màu sơn này vẫn chưa có. Và muốn mua thì bạn chỉ có cách là liên hệ với đại lý và đặt hàng. Khi nào mà có thì đại lý sẽ gọi bạn điện thoại ra để mời bạn ra nhận xe. Thì đó là bằng chứng là cái bạn Hoàng Hiếu này, bạn ấy có đưa lên cái thông tin là tôi vừa gọi cho Yamaha trao để đặt hàng mà vẫn chưa thấy có hàng. Thì bây giờ tôi muốn mua ngay và luôn một em thì xin Yamaha Motor Việt Nam chỉ cho tôi chỗ bán. Thì nhận được câu trả lời là chào bạn, hiện nay Yamaha mới cho ra mắt trong ngày hôm nay phiên bản Exciter màu đen nên đại lý vẫn chưa có sẵn hàng. Bạn liên hệ trực tiếp để đặt hàng tại đại lý, khi có hàng về đại lý sẽ liên hệ mời bạn ra nhận xe, cảm ơn bạn. Thì một bạn khác có tên nickname Đèn Pin có một cái bình luận cũng khá là hóm hỉnh là nhà máy thì chưa có đâu, chỉ là đưa lên để thám thính thị trường mà thôi. Cái nội dung thứ hai mà mình muốn đề cập với các bạn là giá bán của Exciter 150 Matte Black sẽ là bao nhiêu. Thì như hãng công bố là giá bán của em nó sẽ là 45.490.000 đồng, là giá bán lẻ đề xuất và có cả thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên thì khi được hỏi, khi các biker hỏi là giá của xe này sẽ là bao nhiêu tiền, ra đại lý là để, tức là ý các bạn ấy là muốn mua với cái mức giá là 45.490.000 đồng, thì Yamaha Motor Việt Nam trả lời rằng là đó là giá bán lẻ đề xuất chứ không phải là giá mà các bạn sẽ được mua. Các đại lý ủy quyền chính thức có thể điều chỉnh giá bán dựa trên tình hình thị trường tùy theo từng thời điểm cũng như từng khu vực, và mời bạn liên lạc trực tiếp với đại lý ủy nhiệm chính thức để có thông tin sát nhất bạn nhé. Thì bạn Đặng Văn Hạnh, đó là cái câu hỏi của bạn Đặng Văn Hạnh cho Yamaha Motor Việt Nam. Thì với cái câu trả lời như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng Yamaha Motor Việt Nam công bố là 45.490.000 đồng, nhưng các đại lý có thể điều chỉnh giá bán dựa trên tình hình thị trường, tức là nếu mà nhiều người mua, nhiều người hỏi mua mà đại lý không có hàng thì hét giá cao, và ví dụ không có ai hỏi thì đương nhiên là đại lý sẽ phải bán với bằng giá đề xuất hoặc là thấp hơn. Chính như vì như vậy thì các bạn cũng có thể hiểu được rằng là Yamaha Motor Việt Nam vẫn biết cái tình trạng mà các đại lý làm giá, các đại lý có thể nâng giá lên rất nhiều so với cái mức giá bán đề xuất, nhưng mà Yamaha cũng không quan tâm, vì nếu mà nói rằng là đại lý có quyền điều chỉnh giá bán dựa trên tình hình thị trường tùy theo từng thời điểm từng khu vực, vậy thì các bạn cũng đừng có mơ để mà mua được với cái mức giá là 45.490.000 đồng, mà hãy sẵn sàng chuẩn bị thêm khoảng 5-7 triệu, thậm chí là 10 triệu giống như là Honda Winner 150 đã từng bị làm giá trước đó. Một cái thông tin thứ ba mà mình muốn cung cấp cho các bạn, đó là một số bạn muốn hỏi là bây giờ tôi đã có Exciter 150 màu khác, ví dụ như màu bạc, màu GP, màu xanh, rồi hoặc là màu camo, thì bây giờ tôi muốn mua cái dàn áo của
Exciter 150 Matte Black màu đen nhám này có được hay không? Thì Yamamoto Việt Nam trả lời rằng là cái bộ vỏ này chỉ được thay thế dành cho những chiếc xe bị hư hỏng mà thôi. Đây là phiên bản được sản xuất hạn chế nên là không có bán rộng ra ngoài. Thì như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng là nếu mà các bạn muốn mua nguyên một cái bộ dàn áo của cái bản Matte Black màu đen nhám thì chắc là sẽ phải múa võ mới mua được, chứ không phải là tự dưng mà mua được đâu. Tiếp đến thì có một thành viên bình luận về cái ý kiến này là thay vì mua bỏ tiền ra mua cái bộ vỏ này thì đi dán tem chùm. Nhưng mà nhiều thành viên khác thì cho rằng là dán tem chùm thì nó sẽ không được bền và không được đẹp. Đó, thì như vậy thì qua clip này mình muốn chốt lại ba cái thông tin. Thứ nhất là hiện nay bản Matte Black màu đen nhám của Exciter 150 là chưa sẵn có. Bạn nào muốn mua thì mời bạn ra đại lý gần nhất đặt hàng, và có hàng thì họ sẽ gọi điện cho bạn. Cái ý thứ hai là giá mà bạn sẽ sở hữu chiếc Exciter 150 màu đen nhám này không phải là 45.490.000 đồng, mà sẽ là tùy thuộc vào cái mức giá mà đại lý đó đưa ra theo tình hình thị trường này, thời điểm này, khu vực này. Và cái ý thứ ba mình chốt lại là nếu giả sử như một bạn nào đó muốn mua cái dàn áo này, dàn áo màu đen Matte Black, thì không có được bán sẵn mà chỉ được bán cho những xe mà ý là để bán cho những xe mà bị hư hỏng thay thế thôi, chứ không có bán rộng rãi. Như vậy thì giả sử theo ý kiến cá nhân của mình thì chắc là vẫn có cách để mua được, vẫn có cách để mua được mà cũng không biết là bao nhiêu. Thì đó là những cái nội dung mà cái clip này mình muốn gửi tới các bạn. Thì các bạn có thể cho biết là qua cái clip này thì các bạn có thể phản ánh cái tình hình giá bán của chiếc Exciter 150 bản Matte Black màu đen nhám này tại địa phương của bạn, tại địa phương của bạn. Bạn hỏi thì đại lý trả lời là bao nhiêu tiền và bao nhiêu lâu thì có xe. Thì cái thông tin của bạn cũng rất là hữu ích để sẽ phục vụ những anh em chơi xe, những anh em muốn mua xe. Thì nếu mà cái đại lý nào mà họ bán với cái giá hợp lý, giá cả hợp lý, thì sẽ giúp cho anh em trong cái việc mà sở hữu xe sẽ tiết kiệm đi được một khoản tiền rất lớn. Bởi vì như các bạn đã biết thì hầu hết là bây giờ các xe chúng ta rất khó mua với giá đề xuất. Ví dụ như thằng Hyundai Winner đề xuất là 45,5 và 46 triệu nhưng mà thực tế người tiêu dùng bây giờ muốn mua được thì nó cũng phải trên 50 triệu, đó là chưa có giấy tờ gì cả. Và câu hỏi ở đây là thằng Exciter 150 bản Matte Black này liệu có bị làm giá như những bản trước đó hay không? Thì đó là tùy thuộc vào cái sức mua, tùy thuộc vào cái sự quan tâm của các bạn. Và các bạn hãy cho mình biết cái câu trả lời ở dưới cái clip này bằng cách là để lại comment. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong các video clip tiếp theo.